Tiếp đồng này. Quá đông luôn. Chờ bên kia đây rồi. Đây còn hàng dài xếp kìa. Sợ. Giờ mình sẽ vào trong này nhé. Việt Nam. Vào trong này xem khu triển lãm của các nước và có súng kiểu các cái kiểu súng các thứ, áo giáp rồi vũ khí đạn dược. Đây là trưng bày đạn đạn pháo. To nhá. Đây, cái viên này là tôi bảo, đây là viên... À, không chạm tay vào sản phẩm rồi. Tất cả là viên mới nhất. Không chạm tay. Viên này hiện tại là tất cả các nước đều đang sử dụng. Đầu ra nó nghèo. Nó nghĩ là sử dụng cái này chưa sử dụng bằng. Chỉ vì danh của mình. Vì nó xuyên cao. Xuyên cao luôn. Nghe cái viên này nhá. Khu trưng bày đang này. Khu này là tàu. Mô hình tàu. Đây là những cái gì? Đầu đạn này, đạn này. Đạn. Đạn, còn đây là phần thuốc phóng. Bên dưới là sẽ là thuốc phóng. Cái đạn to nhờ, cái đạn kia cao phải gần 1 mét thôi. Nhưng mà cơ chế của nó là gì, là nó chạm vào đây xong nó vỡ ra ấy, đúng không? Đó, ở dưới đít này, gõ trong cái thuốc nổ cơ chế nổ. Mà khi ra mục tiêu thì nó cũng xuyên qua đây. Đạn xuyên mà. Còn cái loại kia là đạn, cái đầu đạn nổ để chống bộ binh. Khu này trưng bày súng trường. Nhiều năng lực mạnh nữa. Các loại súng. Đây, viên đạn này đầu còn có cả răng cưa như kiểu tô vít này. Đạn này có mấy cả? Thuốc phóng này. Thuốc phóng đây là triển lãm vũ khí ở các nước khác này. Đây xem nước nào đây. Ấn Độ à? Tên lửa vác vai. Vào đây thì mọi người được bắn súng trò chơi nhé.
Ở đây chiếc máy bay này vừa nãy ở ngoài sân, ở trong này mẫu họ đang trưng bày đây. Máy bay này như là của Cộng hòa Séc, không phải của Nga. Đây là khẩu như kiểu 51 đấy. Rất nhiều đạn pháo. Đây toàn súng thật. Israel. Đây là khu trưng bày của Israel. Đây là khu trưng bày của Ấn Độ đây. Đeo bộ này mà chạy chết rồi. Đánh mình như
nổi tiếng này. Pamuk của Ấn Độ. Đây chính là chiếc Pamuk đây. Đi tiếp xem khu này có gì không. Bên trong một chiếc tàu ngầm, họ đã cắt dọc cái chiếc tàu mô hình ra này.
Thì